biểu, các vị khách quý cùng toàn thể cán bộ và nhân dân xã Châu Thành đã tới tham gia hội thi tiết kiệm năng lượng năm 2019 ngày hôm nay. Và tiếp theo là màn chào hỏi đến từ đơn vị Hóa Na. Xin toàn thể quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho đơn vị bằng Hóa Na. Kính thưa quý vị, hội thi tuyên truyền tiết kiệm năng lượng năm 2019 được đơn vị phối hợp thực hiện, đó là hội liên hiệp phụ nữ xã Châu Hành và sở công thương Nghệ An, trung tâm tiết kiệm năng lượng. Đến với hội thi, những người mẫu của chúng tôi số báo danh 01 Vy Thị Tivi. Họ tên thật và Đình Thúy Ngân là thành viên của đội thi tuyên truyền tiết kiệm năng lượng bạn Hóa Na. Chị Vy Thị Tivi có chức năng cung cấp thông tin đến các hộ dân và bản làng. Chị Tivi của chúng tôi mang đến chương trình VTV1, VTV2, VTV3 và VTV các loại. VTV các loại đem đến những kiến thức bổ ích cho người dân trên vùng cao. Số báo danh 02 chị Tù Thị Lanh. Chị Tù Thị Lanh có tên thật là Văn Thị Mùi. Chị là thành viên của đội tuyên truyền tiết kiệm năng lượng bạn Hóa Na năm 2019. Đến với hội thi hôm nay, chị Tù Thị Lanh mang đến thông điệp chúng ta hãy biết tiết kiệm năng lượng. Chị Tù Thị Lanh có chức năng giữ lạnh cho các món ăn của chúng ta, giữ lạnh cho các hoa quả của chúng ta để chúng ta có được hương vị tốt nhất cho bữa ăn. Số báo danh 03, chúng ta cùng chào đón thí sinh sang chảnh nhất, thí sinh Điều Thị Hoa. Thí sinh Điều Thị Hoa mang đến không khí mát lạnh vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông. Chị Điều Thị Hoa tuy rằng hơi tốn tiền một chút, nhưng chúng ta hãy biết sử dụng chị Điều Thị Hoa một cách hợp lý, làm sao cho năng lượng của chúng ta được sử dụng hợp lý và không bị tốn nguyên liệu. Xin một tràng pháo tay dành cho thí sinh mang số báo danh 01 là Vi Sóng. Là Vi Sóng là thành viên nam duy nhất của đội tuyên truyền tiết kiệm năng lượng bạn Hóa Na năm 2019. Anh Lò Vi Sóng tên thật là Vàng Văn Tiến. Anh Lò Vi Sóng cũng là một người rất sang chảnh và rất thích karaoke. Anh có giọng hát rất là tuyệt vời. Tất cả các món ăn sẽ được anh hâm rất kỹ và rất là nhanh. Tuy nhiên, anh Lò Vi Sóng muốn gửi đến chúng ta một thông điệp rằng Lò Vi Sóng tốn rất nhiều nguyên liệu. Tuy nhiên, chúng ta hãy biết sử dụng một cách hợp lý để Lò Vi Sóng có thể hâm nóng thức ăn, có những món ăn ngon cho chúng ta và vẫn giữ được tiết kiệm được nguyên liệu. Tiếp theo, thành viên cuối cùng đó chính là chị Quạt Thị Mát, số báo danh 05. Chị Quạt Thị Mát đến với tất cả các hộ gia đình, từ hộ nghèo đến hộ giàu, từ hộ thành đạt đến hộ không thành đạt, và chị Quạt Thị Mát đem đến đó luôn không khí mát lạnh cho tất cả các hộ gia đình. Và với năm thành viên của chúng tôi, chị Quạt Thị Mát giữ danh hiệu là đội trưởng. Chị Quạt Thị Mát hôm nay là chị Vy Thị Bích Hồng. Đội tuyên truyền tiết kiệm năng lượng năm 2019 của đơn vị bạn Hóa Na mang đến những bộ trang phục của điện lạnh điện dân dụng, muốn gửi đến một thông điệp của chúng ta ngày hôm nay: chúng ta hãy biết sử dụng hợp lý năng lượng để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ chính hạnh phúc của chúng ta. Một tràng pháo tay nữa dành cho đội tuyên truyền tiết kiệm năng lượng đơn vị bạn Hóa Na năm 2019.
Okay.